nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Ngày xưa, có một bà hoàng hậu tốt bụng, sống trong tòa lâu đài trắng như tuyết, bao quanh bởi một khu rừng huyền bí. Hoàng hậu mơ màng ngắm những bông hoa tuyết trắng rơi trong một ngày mùa đông lạnh giá. Bà có thể nghe thấy tiếng trẻ con đang chơi với tuyết bên ngoài. Bà mở toang cửa sổ để thấy bọn trẻ và một cơn gió cuốn chiếc khăn tay màu đỏ yêu thích của hoàng hậu đi. Chiếc khăn tay rơi trên đỉnh đầu của chú người tuyết mà bọn trẻ đang tạo nên. Bọn trẻ vẫy tay và cảm ơn bà hoàng hậu tốt bụng. Ước gì mình có một cô công chúa có làn da trắng như tuyết, môi mọng đỏ như trái anh đào và một trái tim hồn hậu. Nhiều tháng trôi qua và ước mơ của hoàng hậu trở thành sự thật. 9 tháng sau đó, điều ước mong chờ bấy lâu hiển hiện khi đức vua và hoàng hậu có một cô công chúa nhỏ, một cô bé xinh đẹp nhất trần đời và họ đặt tên là Bạch Tuyết. Nhưng hạnh phúc của họ chẳng tày gang. Khi Bạch Tuyết vẫn chỉ là một cô bé thì hoàng hậu đã qua đời, trở thành một ngôi sao trên bầu trời xa xôi. Một vài năm sau, vua cha của Bạch Tuyết cưới một phụ nữ tên là Hela. Nhà vua bị chinh phục bởi vẻ đẹp của tân hoàng hậu, nên người không nhận ra bà ta là một kẻ kiêu căng và tự mãn. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta? Thưa hoàng hậu, người chính là người đẹp nhất trần gian. Không ai có thể đẹp sánh bằng ta được. Bạch Tuyết lớn lên thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cha của nàng, nhà vua, phải tham gia cuộc viễn chinh trường kỳ cùng quân lính, đã ôm chặt lấy con gái trước khi rời đi. Đừng buồn rầu Bạch Tuyết, ta sẽ trở lại. Một ngày nọ, bà hoàng hậu xấu xa, kiêu ngạo heo la, cho gọi viên thị thần thân cận tên là Đinh Cớp đến. Hãy dỡ chiếc gương thần của ta ra nào, Đinh Cớp. Tên thị thần Đinh Cớp vụng về đã kéo chiếc gương đổ lên người hắn. Ngươi thật là ngu ngốc, đứng ngay lên nào. Bà hoàng hậu tự mãn với vẻ đẹp của mình trong gương và nói: gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta? Gương thần trả lời bà ta rằng: hoàng hậu đã không còn là người đẹp nhất của vùng đất này, Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất, thưa hoàng hậu. Heo la trở nên cực kỳ tức tối. Không thể nào, không ai có thể xinh đẹp hơn ta được. Cả lâu đài dường như chao đảo trong cơn giận dữ của bà ta. Và bà hoàng hậu độc ác muốn tiêu diệt ngay vẻ đẹp của Bạch Tuyết. Bà ta sắp đặt một âm mưu và lệnh cho một thợ săn hoàng gia đưa Bạch Tuyết vào khu rừng huyền bí và thủ tiêu nàng. Hãy mang trái tim của nó về cho ta. Bạch Tuyết tin tưởng người thợ săn và đi cùng với ông ta vào rừng sâu. Trên đường đi, nàng thấy một chú chim bị thương nằm trên mặt đất. Vậy là Bạch Tuyết nhấc chú chim lên và băng bó bên cánh bị thương cho nó. Đằng sau nàng, người thợ săn trốn vào một chỗ và đang nâng cánh cung nhắm vào Bạch Tuyết. Ông ta kéo cung ra sau và nhắm vào đích, nhưng ông nhận thấy rằng cô gái có một trái tim thật nhân hậu khi nàng đang ôm chú chim bị thương trên tay, nên ông quyết định rằng thật sai trái khi giết hại Bạch Tuyết. Bạch Tuyết à, bà ta đã ra lệnh cho ta phải lấy mạng cháu, nhưng ta không thể giết hại một người tốt bụng và nhân hậu giống như cháu được. Ai mà lại muốn lấy mạng cháu đến vậy? Đó là hoàng hậu Hela, cháu phải chạy và trốn đi thôi. Người thợ săn đã lừa dối hoàng hậu bằng cách giết một con lợn lòi để ông ta có thể lấy trái tim của nó đưa cho hoàng hậu, để Hela nghĩ rằng công chúa đã chết. Nàng công chúa hoảng sợ và chạy vào trong khu rừng tăm tối. Nàng băng qua những cành cây gai góc và những đàn dơi trong đêm cho đến tận khi nàng không thể chạy được nữa.
nàng gục xuống bên một cái cây và thiếp đi trong khu rừng huyền bí lạnh lẽo, tối tăm. Khi người thợ săn về đến cung điện, ông yết kiến ngay hoàng hậu. Thần đã hoàn thành yêu cầu của người. Hoàng hậu Hela cầm chiếc hộp lên kiểm tra trái tim bên trong. Bà ta tin rằng Bạch Tuyết đã chết và tiếng cười độc ác của bà ta vang vọng khắp cả cung điện. Khi mặt trời lên cao, Bạch Tuyết thức dậy giữa khu rừng. Và ở đó, ngay trước mắt nàng là một ngôi nhà nhỏ bé cực kỳ đáng yêu, với một chiếc cổng vào khu vườn nhỏ và một hàng rào nhọn bao quanh, những cánh cửa sổ nhỏ xíu và một chiếc chuông cửa. Còn cánh cửa ra vào thì màu xanh lá cây. Nàng rung chuông nhưng không ai trả lời. Và khi nàng tiến lại gần để gõ cửa thì nó đã mở ra. Bên trong mọi thứ đều nhỏ xinh, khiến nàng cảm thấy như đang ở trong một căn nhà búp bê vậy. Những chiếc bình nhỏ xíu, những chiếc thìa nhỏ xíu, những chiếc cốc nhỏ xíu. Khi nàng thấy một bát súp nhỏ, nàng đã ăn nó ngay vì quá đói. Rồi nàng thiếp đi trên một chiếc giường nhỏ xíu. Không xa nơi đó, những chủ nhân của ngôi nhà đang làm việc trong hầm mỏ đang trở về nhà. Ngay khi bước vào, họ thấy điều gì đó khác lạ. Vậy là họ rón rén bước vào và thì thầm với nhau. Có ai đó đã ăn bánh mì của tôi rồi. Có ai đó đã dùng cái đĩa của tôi. Có ai đó đang ngủ trên cái giường của tôi đây nè. Trời ơi à. Thật là một cô gái xinh đẹp. Bắt lấy đi. Cô ấy tỉnh gì được kìa. Cô ấy đang trốn ở trong chăn. Đừng sợ chúng tôi, cô bé. Chúng tôi là bảy chú lùng. Tôi là nhăn nhó. Còn đây là vui nhộn và cào có, tò mò, ngốc nghếch, ngượng nghịu và lười nhác. Cháu là Bạch Tuyết à? Cháu xin lỗi vì đã vào nhà của các bác. Bạch Tuyết thuật lại cho họ nghe mọi chuyện xảy ra với mình. Và những chú lùng rất buồn cho hoàn cảnh của nàng. Vậy là họ nói rằng nàng có thể ở lại với họ trong căn nhà nhỏ này, chỉ với duy nhất một điều kiện. Chúng ta rất là thích hát hò. Cháu hát có hay không, công chúa xinh đẹp? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will Tại một vùng đất xa xôi khác, có một chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô. Tên chàng là Enchwan. Chàng thích ra ngồi ngoài trời vào ban đêm để ngắm các vì sao. Việc đó làm chàng nhớ tới những người thân yêu của mình. Vào một đêm nọ, chàng thấy khuôn mặt của Bạch Tuyết trên bầu trời đầy sao và cảm thấy chàng cần phải tìm kiếm nàng. Một nàng tiên nói với chàng rằng nàng đang gặp hiểm nguy
rồi đưa cho chàng một chiếc dây chuyền có phép thuật. Thế là hoàng tử Enswan lên chú ngựa thân thiết của mình và phóng đi tìm khuôn mặt xinh đẹp hiện trên bầu trời. Trở lại cung điện, bà hoàng hậu Hela độc ác lại đứng trước chiếc gương thần. Đền khô đâu? Hãy vén chiếc gương lên, hãy để ta ngắm nhìn vẻ đẹp của chính ta nào. Đền khớp bước vào, nhưng chiếc khăn phủ đã mắc vào chiếc gương và anh ta suýt làm rơi nó. Đền khớp quả là một tên thị thần vụng về. Vào những thời điểm quan trọng thì hắn đều trở nên lúng túng và lóng ngóng. Hoàng hậu không thôi nổi giận với hắn. Khi Đền khớp rời đi, hoàng hậu Hela hỏi gương thần rằng mình đẹp đến nhường nào. Gương kia gương ngự trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Xin thưa lỗi thưa hoàng hậu, nhưng Bạch Tuyết đang sống với bảy chú lùng mới là người xinh đẹp nhất vùng. À, không, không, ta nghĩ rằng Bạch Tuyết đã chết rồi chứ. Hoàng hậu thức suốt đêm để sắp đặt âm mưu giết Bạch Tuyết một lần cho xong. Mụ ta quyết định rằng cải trang là cách tốt nhất, nên mụ ta hóa thành một con thỏ nhỏ xinh xắn. Vào buổi sáng, các chú lùn đi làm việc cả, từng người một hôn tạm biệt vào má của Bạch Tuyết, rồi đi bộ đến hầm mỏ. Họ cảnh báo nàng phải cẩn trọng khi ở nhà một mình. Dạ thầy à, công chúa đừng có mà mở cửa cho người lạ đó, vậy là không an toàn. Khu rừng có vẻ thanh bình, nên Bạch Tuyết bắt đầu tưới hoa trong vườn. Công chúa thấy một chú thỏ nhỏ nhắn trong vườn và có vẻ bị thương, nàng đến bên nâng nó lên và đưa nó vào trong nhà. Nàng băng bó chiếc chân bị thương của con thỏ và để nó nghỉ ngơi trong nắng ấm trên giường của những chú lùn. Con thỏ dường như đã thiếp đi, nhưng ngay khi công chúa rời khỏi căn phòng, con thỏ mở mắt và nhìn xung quanh. Rồi nó nhảy tưng tưng, rồi biến thành mụ hoàng hậu độc ác Hela. Điều này đúng như những điều mụ đã sắp đặt. Mụ đổ chất độc màu tím lên gối vì nghĩ rằng Bạch Tuyết sẽ ngủ ở đó và sẽ chết vì chất độc. Bạch Tuyết quá mệt mỏi sau khi làm vườn nên nàng đi vào trong để nghỉ ngơi. Nàng sắp sửa gối đầu lên chiếc gối có tẩm chất độc thì... Bạch Tuyết à, Bạch Tuyết! Nàng nghe thấy tiếng những chú lùn đã trở về nhà. Công chúa gặp họ ở ngưỡng cửa và sau bữa tối ngon miệng, họ nhảy múa cả đêm. Bạch Tuyết thiếp đi bên lò sưởi. Thật tốt là nàng đã làm vậy, vì nàng đã không ngủ trên chiếc gối có tẩm thuốc độc. Khi mụ hoàng hậu trở về lâu đài, Đền Khớp vẫn còn đang ngủ trong khi gác cửa cho mụ ta. Nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công, mụ ta đến bên gương thần. Gương kia gương ngự trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Thưa hoàng hậu, nhưng Bạch Tuyết đang sống với bảy chú lùn mới là người xinh đẹp nhất vùng. Không, 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 không. Ta mới là người xinh đẹp nhất vùng. Chính ta sẽ lập mưu giết Bạch Tuyết. Vài ngày sau, trong khi các chú lùn làm việc ở hầm mỏ, Bạch Tuyết ngồi khâu vá quần áo đã sờn rách của những chú lùn. Và rồi nàng nghe tiếng gõ cửa. Cánh cửa được gõ 3 lần. Bạch Tuyết nhìn qua khe cửa để xem ai gõ cửa. Và đó là một bà lão xấu xí, cầm một giỏ đầy táo. Bà là ai vậy? Ta là một người bán táo mà thôi. Ta có những quả táo ngon ngọt, cháu có muốn thử một quả không nào? Bạch Tuyết lo sợ không dám mở cửa, nhưng nàng muốn những quả táo đỏ ao, ngon lành. Đây này, hãy thử đi cháu gái xinh đẹp. Đây là đồ ăn thử thôi mà. Bạch Tuyết cầm lấy quả táo mà bà lão đưa cho và cắn thử một miếng. Trái táo đã bị tẩm chất độc,
nàng ngã xuống sàn nhà trước khi kịp cất tiếng kêu cứu. Ở ngay cuối đường, hoàng tử Edwin đang cho ngựa nghỉ ngơi dưới một tán cây. Chàng đã du hành rất xa để tìm ra khuôn mặt xinh đẹp mà chàng đã thấy trên bầu trời sao. Trên đường, chàng thấy một bà lão đang dạo bước. Chàng định tiến đến hỏi chuyện thì bất ngờ bà ta biến thành hoàng hậu độc ác Hela. Hoàng tử và chú ngựa của chàng kinh ngạc và chàng quyết định không hỏi đường bà ta. Vào đêm muộn, các chú lùn trở về nhà và họ thấy Bạch Tuyết nằm trên sàn bất động và không còn chút sinh lực nào. Họ rất buồn rầu và trái tim họ vỡ thành nghìn mảnh nhỏ. Họ làm một chiếc quan tài bằng thủy tinh và đưa nàng đến dòng sông dài nhất của vương quốc để tất cả dân chúng trong vương quốc đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Phía hạ nguồn, hoàng tử đang đi dạo trên lưng ngựa bên bờ sông và chàng thấy một chiếc quan tài bằng kính trên một chiếc thuyền. Chàng nhận ra khuôn mặt của cô gái ngay lập tức. Hoàng tử rất buồn bã, nhưng chàng vẫn mở nắp quan tài lên. Chàng lấy chiếc dây chuyền ánh sao ra khỏi túi và đeo cho công chúa. Tạm biệt công chúa của ta, hãy tỏa sáng như một vì sao cho dù nàng có ở nơi đâu. Nhưng trong chớp mắt, hoàng tử thấy Bạch Tuyết cử động. Chiếc dây chuyền ánh sao có phép màu và đã ban tặng chàng vì đã nỗ lực tìm kiếm khuôn mặt chàng thấy giữa bầu trời sao. Bạch Tuyết đã sống lại. Khi tỉnh dậy, nàng ngạc nhiên khi thấy chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang đứng cạnh giải cứu cho nàng. Khi họ cập bờ và trở lại cung điện của Bạch Tuyết, nàng và hoàng tử Anjuan đã kể lại mọi chuyện cho đức vua. Khi nhà vua biết những việc mà hoàng hậu Hela đã gây ra cho Bạch Tuyết, người đã đuổi bà ta ra khỏi vương quốc. Nhà vua khóa chiếc gương thần kỳ và tất cả những vật dụng của hoàng hậu vào trong ngục tối của hoàng cung. Nhiều tháng sau, Bạch Tuyết và hoàng tử đã phải lòng nhau vì đây không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt, và họ cử hành hôn lễ linh đình trong hoàng cung. Họ đã mời những chú lùn đến cùng tham dự và cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cách đó không bao xa, bà hoàng hậu độc ác tên là Hela sống trong một hang động tăm tối, ẩn trong dãy núi cao. Bà ta và kẻ hầu cận đền cớp bị tống khỏi hoàng cung khi chúng âm mưu trừ khử Bạch Tuyết. Giờ đây, Hela lại đang lên một kế hoạch nham hiểm khác. Đần khâu, lần này không ai có thể ngăn ta lại đâu. Ta sẽ trả thù Bạch Tuyết. Vâng, tất nhiên là người sẽ làm được, thưa lệnh bà. Hỡi tên thị thần kia, hãy nói ta hay, ai là người xinh đẹp nhất trên đời? Chính người, thưa hoàng hậu, là người đẹp nhất vùng này, ngoại trừ... Tên đần khờ ngốc nghếch. Không, ta phải là người xinh đẹp nhất vùng này. Ta sẽ tạo nên một chiếc gương thần để có thể tìm được khu rừng tối tăm huyền bí. Chiếc gương thần của Hela bị khóa trong ngục tối của tòa lâu đài. Vậy là Hela bắt đầu kế hoạch tạo ra một chiếc gương thần mới. Để làm vậy, bà ta phải đi thu thập tất cả các nguyên liệu kỳ bí. Đầu tiên, bà ta hái lá tầm ma cùng các nụ hoa màu hồng huyền diệu và các hòn đá nổi trên đầm lầy. Quyển sách thần chú của bà ta viết rằng phải nấu các nguyên liệu 20 phút trong nhiệt độ 400 độ. Cuối cùng, một chiếc gương hắc ám với những quyền năng mạnh mẽ hiện lên từ chiếc vạt đen tuyền. Hỡi gương hắc ám, hãy tỉnh dậy nào. Cho ta thấy khu rừng của 7 tên lùn mắc cười, bạn của Bạch Tuyết đi nào. Đền cớp sững sờ trước những gì hắn nhìn thấy. Chiếc gương phù thủy trôi đến trước mắt hắn và vây quanh bởi những viên đá đen tuyền trôi lềnh bềnh
với một ngọn lửa tím sáng rực. Bên trong chiếc gương, khu rừng của những chú lùn hiện ra, nhưng nó trở nên tăm tối và đáng sợ. Hela với tay vào trong chiếc gương. Hỡi gương hắc ám không còn ngự ở trên tường. Hãy biến đổi khu rừng của những tên lùn và bắt chúng hết về đây. Trong khi đó, bảy chú lùn đã làm việc vất vả cả ngày, vừa chui ra khỏi hầm mỏ từng người một. Đầu tiên là nhăn nhó, sau đó là ngượng nghịu, cau có, ngốc nghếch, tò mò, vui vẻ và lười nhác. Ôi, thật là một ngày làm việc dài đằng đẵng. À, đúng vậy, hãy nghỉ ngơi một chút đi, có khi tôi sẽ ngủ gục luôn ở đây. Không được, vậy ngay đi, chúng ta không thể dừng chân. Chúng ta nên về nhà trước khi trời tối. Những chú lùn liền xếp thành một hàng dọc ngay ngắn. Ngốc nghếch đi ở cuối hàng, cậu ta thấy một con quạ bay qua những tán cây. Con quạ ngậm một viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Ngốc nghếch bị làm cho sao lãng và bắt đầu trèo lên cây để lấy được viên đá sáng lấp lánh trong miệng của con quạ. Lên cao nữa, lên cao mãi, lên cao mãi. Ngay khi cậu ta sắp bắt được con quạ thì cái cây bắt đầu xoay mòng mòng. Con quạ bay đi và biến mất. Những cành cây quấn chặt lấy ngốc nghếch làm cho cậu không thể thoát ra được và làm rớt lại chiếc mũ màu xanh lá trên một cành cây. Những chú lùn khác không hề hay biết rằng ngốc nghếch đã mất tích, cho nên vẫn tiếp tục bước đi. Giờ thì tò mò lại ở sau cùng. Rồi thì cậu ngửi thấy hương thơm của một chiếc bánh ngon lành. Cậu nhắm mắt và bắt đầu đi theo hướng mùi thơm đưa tới. Khu rừng bị ếm bùa đưa cậu đi đến một nhánh cây và cậu ta bị đập đầu vào đó. Và rồi làn hương trong khu rừng trùm lấy cậu ta và đưa cậu ta đi mất. Những gì còn lại chỉ là chiếc mũ màu vàng của cậu ta. Những chú lùn còn lại cuối cùng cũng về đến ngôi nhà nhỏ trong khu rừng của mình. Trong khi đó, trong tòa lâu đài, Bạch Tuyết đang chuẩn bị những món ăn ngon nhất để mang đến cho bảy chú lùn, những người bạn thân yêu của nàng. Chàng thân yêu, thiếp sắp vào rừng để thăm bảy chú lùn, những người bạn của chúng ta đây. Hãy cẩn trọng trên đường đi, một heo la độc ác có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Ta yêu nàng, vợ yêu. Bạch Tuyết bắt đầu chuyến đi xa vào trong khu rừng. Rồi một con chim xinh đẹp bay tới và đậu trên vai của nàng. Nó cố gắng để cảnh báo cho nàng điều gì đó. Con chim bay ra khỏi con đường và cố gắng làm cho nàng đi theo nó. Ta biết rồi, bạn muốn ta đi theo bạn. Được thôi, ta đến đây chú chim nhỏ. Khi Bạch Tuyết đi theo chú chim, nàng tìm thấy một chiếc mũ màu xanh lá đung đưa trên một cành cây. Nhưng đây là mũ của ngốc nghếch mà. Hẳn là có chuyện xấu nào đó đã xảy đến với cậu ấy rồi. Nàng công chúa tiếp tục theo dấu con chim sặc sỡ. Và rồi nàng thấy một chiếc mũ màu vàng trên bụi cây gai. Đó là chiếc mũ của tò mò mà. Nàng công chúa và chú chim sặc sỡ liền nhanh chóng đến căn nhà của bảy chú lùn. Các chú lùn đang mong ngóng được gặp Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, tôi rất vui vì nàng đã đến. Tôi không thể tìm thấy tò mò và ngốc nghếch đâu hết. Xin hãy giúp chúng tôi với. Chúng ta cần tìm ra các cậu ấy. Có thể các cậu ấy đã mắc mưu của heo la độc ác. Tôi đã tìm thấy mũ của họ. Chúng ta phải đi tìm họ thôi. Ngượng nghịu và tôi sẽ ở lại nhà trong trường hợp họ quay về.
Bạch Tuyết nhăn nhó, vui vẻ và câu có liền bắt đầu tìm kiếm ngay. Ở phía xa, tại hang động trên núi của bà hoàng hậu độc ác, Heo La và kẻ hầu cận của bà ta, Đền Cớp đã giam giữ tò mò và ngốc nghếch trong một cái lồng. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì đã giúp đỡ Bạch Tuyết. Ta sẽ hủy diệt tất cả các ngươi trong khu rừng tối tăm này. Heo La quay vào hang động và đi đến chỗ chiếc gương phù thủy. Hỡi gương hắc ám, hỡi gương hắc ám, hãy tìm Bạch Tuyết và chúng bạn của cô ta. Hãy biến những gì sáng sủa và ấm áp thành một trận cuồng phong. Bạch Tuyết và các chú lùn theo dấu của chú chim sặc sỡ, nhưng đột nhiên tiết trời bỗng biến đổi thành bão tố. Họ tiếp tục đi xuyên qua màn đêm để tìm kiếm những người bạn. Họ đi suốt đêm và tiến vào dãy núi. Chú chim sặc sỡ dẫn họ tới dãy núi để giải cứu các chú lùn. Từ vách đá, Heo La độc ác đã thấy Bạch Tuyết cùng các chú lùn đang tới. Bà ta biết rằng họ sẽ rất mỏi mệt sau cơn bão. Đúng vậy, ta biết là bọn chúng sẽ tới. Đền Khâu, mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi chứ? Dân thư hoàng hậu xinh đẹp, mọi việc đã sẵn sàng. Bạch Tuyết và các chú lùn đã kiệt sức nhưng vẫn cố trèo lên ngọn núi. Khi lên đến đỉnh núi, họ trông thấy lối vào của hang động. Còn tò mò và ngốc nghếch thì đang ở trên chiếc lồng treo trên vách núi. Đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu các cậu mà. Bạch Tuyết à, chiếc gương hắc ám à. Bà ta có một chiếc gương hắc ám trong hang động này. Bạch Tuyết cẩn trọng bước vào trong hang động. Đền Cớp vẫn đang theo dõi bên ngoài hang. Nằm ngoài tầm mắt, các chú lùn đang thì thầm to nhỏ để vạch ra một kế hoạch thông minh giải cứu các bạn. Cậu có lẻn vào ngay sau lưng Đền Cớp và chụp một cái bao qua đầu hắn. Sau đó vui vẻ tháo chiếc lồng, nhưng chiếc lồng rơi xuống quá nhanh rồi đập vào đầu của Đền Cớp khiến hắn ngã nhào. Việc đó cũng rất hữu dụng bởi vì chiếc lồng vẫn bị khóa. Chìa khóa mà trên cổ của Đền Cô đó. Vui vẻ lấy chiếc chìa khóa trên cổ của Đền Cớp và nhanh chóng mở lồng. Ngốc nghếch và tò mò đã được giải cứu. Nhưng bên trong hang động, Bạch Tuyết đang đối mặt với bà hoàng hậu độc ác Heo La. Heo La, bà không thể trở nên xinh đẹp khi làm những việc xấu xa đâu. Nếu bà thực sự muốn trở thành một người xinh đẹp, bà phải thay đổi tâm địa của mình và đừng làm hại ai nữa cả. Vẻ đẹp toát ra từ trái tim đó. Nhưng Heo La độc ác để ngoại tai. Bà ta dùng thần chú khiến đôi mắt đổi thành màu đỏ rực, còn những ngón tay hóa thành những lưỡi dao sắc bén. Nhưng đằng sau Heo La, những chú lùn đã lẻn vào để trợ giúp Bạch Tuyết. Heo La tiến về phía Bạch Tuyết, quay lưng về phía chiếc gương hắc ám. Một khi đã bước vào chiếc gương hắc ám này, Bạch Tuyết, rồi ngươi sẽ mất tâm vào trong khu rừng tăm tối mãi mãi. Ngốc nghếch lén lên đằng trước bà hoàng hậu to cao. Còn những chú lùn khác thì cố đẩy bà ta từ đằng sau lưng. Bà ta vấp sượt qua Bạch Tuyết rồi nhào vào chiếc gương hắc ám. Tiếng kêu của Heo La làm Đền Cớp choàng dậy. Hắn chạy vào bên trong hang động và thấy Bạch Tuyết bên cạnh chiếc gương hắc ám. Thần tới đây, thú hoàng hậu. Xinh đẹp nhất dùng. Vậy là bọn chúng đều mắc kẹt bên trong gương hắc ám. Những chú lùn chạy đến trong niềm hân hoan và ôm chầm lấy Bạch Tuyết. Cảm ơn nàng đã cứu chúng tôi, Bạch Tuyết à. Chúng ta cần phá hủy nó. Các chú lùn và nàng công chúa liền vớt chiếc gương từ trên vách núi xuống. Giờ thì chúng ta về nhà thôi. Cuối cùng, ngốc
ngốc nghếch và tò mò rất vui sướng vì đã lại trở về nhà. Cùng với Bạch Tuyết, các chú lùn dùng bữa tối và cười đùa vui vẻ. Giờ chúng ta sẽ làm gì đây, thưa hoàng hậu xinh đẹp? Không phải lo lắng đâu, Đơn Khâu. Ta có một kế hoạch khác đây. Nơi nàng Bạch Tuyết và hoàng tử Antun chung sống, họ yêu thương nhau hết mực. Vào buổi sáng, họ cùng nhau dạo bước trong vườn. Vào buổi chiều, họ cùng nhau cưỡi ngựa. Vào buổi tối, họ cùng nhau khiêu vũ trong khán phòng của lâu đài. Bạch Tuyết ơi, nàng thật là xinh đẹp. Nàng chiếu sáng trái tim ta hàng đêm. Chừng nào chàng còn ở bên thiếp thì thiếp sẽ tỏa sáng như những gì sao. Cuối cùng họ cũng được hưởng an bình trong vương quốc của mình. Từ khi mụ hoàng hậu độc ác Hela bị đuổi đi và rồi mắc kẹt trong khu rừng tăm tối. Nhưng trong khu rừng âm u đó, mụ hoàng hậu xấu xa tự xây nên cho mình một lâu đài riêng bằng thứ bùn đất có chứa chất độc. Tên người hầu hấp tấp của bà ta Đinh Cớp trung thành phục vụ bà ta. Và giờ thì Hela đã có một quả cầu ma thuật để tìm Bạch Tuyết khắp nơi. Cầu pha lê ngự ở trên bàn, hãy cho ta biết Bạch Tuyết đang ở chỗ nào nếu người có thể. Ta căm thù Bạch Tuyết, nó thật là xinh đẹp. Ta sẽ hủy hoại hoàng tử quý báu, rồi nhan sắc của nó sẽ héo hon theo. Không ai được phép xinh đẹp hơn ta. Người xinh đẹp hơn tất thảy mọi người, thưa hoàng hậu. Người thậm chí còn đẹp hơn cả thần nữa kìa. Ra ngoài ngay đi, Đơn Khâu. Ta không muốn nhìn thấy bản mặt xấu xí của ngươi. Mụ hoàng hậu độc ác theo dõi qua quả cầu pha lê, thấy hoàng tử rời khỏi lâu đài. Hela nhắm mắt lại và tưởng tượng ra kế hoạch xấu xa của mụ, rồi gọi chiếc gương phép thuật đang nằm dưới đáy biển. Hỡi gương hắc ám, hỡi gương hắc ám, tăm tối tròn đầy và mỏng dẹp, hãy đến trước mặt của hoàng tử như một cái bẫy vô hình. Chiếc gương hắc ám biến mất khỏi đại dương, rồi di chuyển đến trước cái cây mọc trên đường đi của hoàng tử. Nó trở thành vô hình để có thể bẫy được hoàng tử. Quay trở lại hoàng cung, những người bạn thân nhất của Bạch Tuyết là bảy chú lùn đang chuẩn bị bắt đầu công việc ở hầm mỏ. Mỗi sáng, Bạch Tuyết lại chào tạm biệt và hôn lên má họ. Xin chào, bảy chú lùn. Hoàng tử đã thuê các chú lùn đào sâu thêm hầm mỏ của họ để khai thác đá quý cho cung điện. Ôi nhìn đi. Cái gì vậy? Ờ, nó sáng quá đi. Ngốc nghếch ơi, hãy xem cậu đã làm gì này. Cậu làm rối beng cả lên. Ê nè, chờ chút. Ở đây có nhiều hơn đó. À cậu đúng đó, hãy nhìn ở chỗ tảng đá nè. Những chú lùn không biết rằng họ đã tìm thấy bụi màu nhiệm quý giá. Nó sáng rực rỡ, nên họ đổ nó vào những chiếc túi bé xíu của mình và rồi trở lại con đường đến cung điện. À, cho anh ta một ít ở đây và cho tôi một ít. Chúng ta đi nào, chúng ta đi, trở lại cung điện thôi, mau lên. Ở một nơi khác của vương quốc, hoàng tử Antun đang cưỡi trên con ngựa trắng Brego của chàng. Chàng hái những đóa hoa hồng nhung tươi tắn cho vợ chàng, Bạch Tuyết. Sau đó, chàng nhìn thấy một bông hồng nhung xinh đẹp ở dưới một gốc cây nên đã quyết định phi ngựa tới đó. Nhanh lên nào, Brego. Wow, chờ đây nhé, chàng trai. Nhưng hoàng tử không thấy chiếc gương hắc ám ở ngay phía trước mình. Khi chàng với bông hoa, cánh tay chàng biến mất. Chàng cứ bị kéo càng ngày càng sâu vào trong chiếc gương vô hình, cho đến khi chàng hoàn toàn biến mất. Chú ngựa Brego sửng sốt và lo sợ, rồi nó phi nước đại trở về lâu đài. Bên trong chiếc gương hắc ám là khu rừng tối tăm,
đứa hoàng tử đang nằm dài trên đất. Tất cả đều nằm trong mưu kế của Hela. Hỡi hoàng tử túng tú Antoine đang thiêm thiếp ngủ trên bãi cỏ, ta ra lệnh cho trái tim của người phải thực hiện một việc. Hãy hồi tưởng lại tất cả kỷ niệm đẹp đẽ với bạch tuyết quý báu của ngươi, rồi quên đi tất cả về nàng ta để phụng sự ta với tất cả ý chí và tâm huyết của ngươi. Sau đó, hoàng tử Antoine tỉnh dậy, nhưng đôi mắt chàng ngầu đỏ. Tâm trí chàng đã quên đi bạch tuyết, và chàng đã bị ếm bởi lời nguyền phải phục sự mụ hoàng hậu độc ác. Ta phải phục vụ ngươi, thưa lệnh bà. Trong khi đó, chú ngựa Prego của hoàng tử phi nước đại trở về phía cung điện. Khi bạch tuyết trông thấy chú ngựa mà lại vắng bóng hoàng tử Antoine, nàng đã linh cảm thấy điều xấu gì đó đã xảy ra. Prego, đã có chuyện gì xấu xảy đến với Antoine vậy? Ôi không! Bạch tuyết nảy ra một ý định. Nàng chạy đến căn phòng xa nhất và tốt nhất trong tòa lâu đài, nơi chiếc gương thần đầu tiên của hoàng hậu Hela bị khóa giữ. Chiếc gương luôn nói lên sự thật, nên nàng nghĩ nàng có thể dùng nó để tìm ra Antoine đang ở đâu. Bảy chú lùn đã đến tòa lâu đài mà không biết điều gì đã xảy ra với hoàng tử Antoine. Nhưng khi thấy bạch tuyết hối hả chạy đi và lo lắng không yên, họ liền chạy theo nàng tới nhà giam, nơi chiếc gương thần đầu tiên bị khóa giữ. Bạch tuyết đứng trước chiếc gương thần. Gương thần ngự trên giá vàng ơi. Chiếc gương thần không trả lời, nên bạch tuyết lại hỏi lại. Gương kia, gương ngự trên tường, hãy trả lời ta đi. Cuối cùng, chiếc gương cũng đáp lại. Người đang tìm kiếm hoàng tử Athun, Hela đã bẫy vàng trong khu rừng tầm tối. Hela, ta đã biết mà, ta biết bà ta đứng sau chuyện này. Sau đó, hình ảnh của chiếc gương biến mất, và thay vào đó, hoàng hậu Hela đột nhiên xuất hiện trong gương. Khi bảy chú lùn trông thấy Hela, họ bịt mắt nhau lại trong sợ hãi. Nếu ngươi muốn cứu hoàng tử quý báu của ngươi, thì hãy với tay vào trong gương mà tìm chàng đi nào. Bạch tuyết rất mực yêu thương Antoine, nên đã bước một bước về phía chiếc gương. Cánh tay của nàng đưa vào trong gương, và nàng bị kéo vào trong tới khu rừng tâm tối. Đừng đi công chúa. Công chúa đừng đi mà. Nhưng đã quá muộn, bạch tuyết tới khu rừng tâm tối. Sấm sét lóe sáng cả bầu trời, những cái cây cháy xém trong bóng tối, và những sinh vật đáng sợ bò lổm ngổm trên suốt quãng đường đi. Bảy chú lùn không biết phải làm gì, nhưng họ rất trung thành với bạch tuyết, cho nên đã quyết định đi theo nàng. Khi bạch tuyết và bảy chú lùn băng qua cánh rừng tăm tối, mấy chú đơm đớm đã bay đến bên và soi sáng đường đi cho họ. Và điều đó thật may mắn, vì họ đã đi tới gần một cái hồ. Công chúa và các chú lùn cẩn thận nhảy lên các mỏm đá để băng qua hồ. Nhưng đột nhiên, một con mực khổng lồ với xúc tu dài vươn lên khỏi mặt nước tấn công họ. Sinh vật xấu xa tóm lấy từng chú lùn, rồi bắt quăng quật các chú lùn tới luôn. Hãy thả bộ ta ra, cứu giới, anh làm ơn cứu giới. Ngay khi con mực định tóm lấy bạch tuyết, thì rất nhiều đơm đớm bay ra thêm xung quanh để bảo vệ nàng. Xin cảm ơn các bạn đơm đớm, xin cảm ơn. Xin hãy giải cứu các bạn của tôi nữa, hãy tỏa sáng hơn nữa đi. Ánh sáng của đàn đơm đớm trở nên được sáng hơn khi chúng bay xung quanh bạch tuyết. Rồi đàn đơm đớm bay thẳng đến đôi mắt khổng lồ của con quái vật, hãy rực sáng hơn nữa. Con quái vật quá khó chịu với ánh sáng, đã thả các chú lùn ra, nên họ đã trốn thoát. Con mực quái vật lại chìm xuống mặt nước tĩnh lặng. Phải cảm ơn bạch tuyết đó, nàng đã cứu mạng chúng tôi. Ôi, chúng ta phải cẩn trọng hơn. Nhìn này, đây chắc hẳn là lâu đài của Hela đây rồi. Đúng là một tòa lâu đài khủng khiếp thiệt. Bên trong tòa lâu đài, hoàng hậu Hela bắt đầu mưu kế thâm độc của mụ. Tất cả
cả những gì mụ cần là một sợi dây thần từ đền cớp. Đền cớp hậu đậu trượt ngã, bị sợi dây thần quấn quanh người. Chỉ chạm nhẹ vào sợi dây, Heo La đã ếm bùa lên sợi dây và nó buông đền cớp ra. Sau đó, mụ hoàng hậu ra lệnh cho hoàng tử Etun bắt Bạch Tuyết lại bằng sợi dây thần. Bạch Tuyết và bảy chú lùn cuối cùng cũng vào được sân trong của lâu đài. Etun đang đứng bất động ở đó với tay và chân bị buộc chặt vào nhau. Bạch Tuyết chạy vội đến để cởi trói cho hoàng tử, nhưng đó là một cái bẫy. Ngay khi nàng chạm vào chàng, sợi dây thần kỳ đổi sang trói tay Bạch Tuyết lại. Ta đã bắt được cô ta rồi, thưa hoàng hậu. Bảy chú lùn cố gắng mở trói cho công chúa, nhưng sau đó hoàng hậu Heo La độc ác xuất hiện ngay phía sau hoàng tử. Ta cuối cùng cũng đã bắt được ngươi, Bạch Tuyết xinh đẹp. Ôi, bà thật là độc ác, Heo La. Chính bà là người đã ếm mùa lên chàng. Heo La bắt đầu tiến về phía Bạch Tuyết để hủy diệt nàng bằng lửa thần kỳ. Những ngọn lửa kỳ ảo bao quanh lấy nàng. Các chú lùn sửng sốt, nhưng ngốc nghếch đã chạy về phía nữ hoàng để ngăn bà ta lại. Nhưng cậu ta bị vấp ngã, thế là chiếc túi nhỏ xíu của chú lùn bay vào không khí, rồi những hạt bụi kỳ diệu lấy từ hầm mỏ rơi lên tay của công chúa và những sợi dây thừng trở nên vô hiệu. Mình đã được tự do rồi. Coi nè, đám bụi mà chúng ta tìm thấy trong hầm mỏ đã phá được thần chú. Cái gì? Khi Bạch Tuyết nhìn thấy những gì xảy ra, nàng nhớ là sợi dây chuyền của mình được làm bằng bụi sao, nên nàng tháo ngay khóa của sợi dây chuyền và tung bụi sao về phía hoàng tử Antun. Vậy là hoàng tử Antun đã giải thoát khỏi câu thần chú và trở lại bình thường. Sợi dây thần, đơn khâu, đưa cho ta sợi dây thần thần kỳ. Nhưng hoàng tử Antun đã nhanh hơn, chàng chộp lấy sợi dây thần và ném nó về phía đền cớp. Sợi dây có phép thuật liền trói chặt đền cớp lại. Sau đó, các chú lùn khác liền tung đám bụi màu nhiệm ở khu mỏ trong túi của họ về phía hoàng hậu độc ác Heo La. Vậy là đám bụi bốc lên thành một ngọn lửa diệu kỳ vây quanh mụ ta. Rồi Heo La biến thành một bức tượng bằng đá. Cả đám bụi màu nhiệm cuốn theo làn gió và bay ra khắp cánh rừng tăm tối, rồi biến khu rừng trở lại tươi đẹp như xưa. Và cả khu rừng biến đổi, trổ đầy hoa lá xanh tươi. Heo La bị biến thành tượng đá, phép thuật xấu xa của mụ ta cuối cùng đã chấm dứt. Và tình yêu cùng tình bạn đã thế chỗ. Bạch Tuyết, hoàng tử và bảy chú lùn trở lại cung điện, mọi vật trở lại tươi đẹp và yên bình như xưa. Một ngày nọ, Nhăn Nhó đến gặp Bạch Tuyết. Thưa hoàng tử và Bạch Tuyết, tôi có chuyện quan trọng muốn nói cùng các bạn. Được thôi, bạn thân yêu, anh cần gì nào? Tất cả chúng tôi trở lại hoàng cung từ hầm mỏ, rồi về phòng mình để nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói lạ kỳ. Giúp tôi với! Vậy là chúng tôi đi xem như thế nào. Chúng tôi đi qua một hành lang dài và hẹp, xuống dưới mấy bậc cầu thang, và chúng tôi thấy... Anh thấy điều gì vậy, anh Nhăn Nhó? Một nhà ngục. Và bên trong nhà ngục là người thợ săn. Thật vậy sao? Ông ấy có thể là người thợ săn đã cứu mạng ta. Chắc là Heo La độc ác đã tống ông ấy vào ngục vì ông ấy không tuân lệnh bà ta rồi. Bạch Tuyết và hoàng tử Antun vội vã đến nhà ngục mà Nhăn Nhó nói tới. Họ cứu người thợ săn ra khỏi ngục. Cảm ơn người đã cứu mạng hạ thần. Thần tưởng phải ở trong ngục này mãi mãi. Trong khi đó, bên kia vương quốc, tại một khoảng rừng tăm tối, một bức tượng đá đứng đó. Hoàng hậu độc ác Heo La vẫn bị nhốt trong đó. Đền cớp đang ở gần đó,
trong căn lều mà hắn giận bằng 4 chiếc gậy chắc chắn và mớ quần áo bẩn thỉu. Bên trong chiếc lều, hắn đang dò tìm sách ma thuật câu thần chú giải thoát heo la ra khỏi tượng đá. Câu thần chú tàn hình, câu thần chú tạo sương mù, câu thần chú lấy lại thanh xuân. Thanh xuân hả? Cái đó đến đúng lúc đó. Được rồi, đây rồi. Ha ha, ta có nó rồi. Đền Cớp bước ra khỏi lều, bẻ một cành cây và bắt đầu lắc lắc cành cây như thể đang sử dụng một cây đũa thần. Bây giờ thì ta sẽ đi cứu hoàng hậu của ta. Abracadabra, biến đá thành người, từ người thành hoàng hậu. Tachatada. Tượng đá bắt đầu nứt vỡ. Một điều kỳ diệu sắp xảy ra. Nhưng sau đó, Hela biến thành một con sên khổng lồ. Bà ta bò về phía Đền Cớp với cái rìa nhớp nháp. Đền Cớp nhận ra rằng hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nên vội vã chạy vào lều để tìm kiếm một câu thần chú hiệu nghiệm hơn. Như một quả bông nhớp nháp vậy, chúng ta phải làm gì đây? Hắn ta cuối cùng đã tìm ra được một câu thần chú khác và bắt đầu chỉ cành cây về phía con sên. Lần này thì Hela biến thành một con ếch bự. Đền Cớp sợ hãi trước con ếch bự, liền chạy vào lều. Mình đang ở ngoài này à? Hắn ta bắt đầu độc thoại với cây gậy trong tay. Hãy xem những rắc rối mà bảy tinh lùng đã gây ra. Không một câu thần chú nào hiệu nghiệm cả. Không phải là Hocus Pocus, không phải là Abracadabra, Roca Adesocades. Những cái này đã giam giữ những tinh lùng mà cầm tù trong đá. Những lời mà Đền Cớp lẩm nhẩm thật ra là một câu thần chú khác. Và đúng lúc đó, những chú lùng vừa về đến khu vườn của hoàng cung đã biến thành đá. Bạch Tuyết, hoàng tử Antun và người thợ săn đều sững sờ. Ôi không, những chú lùng của tôi, điều gì xảy ra vậy? Làm sao mà điều này xảy ra với các bạn được? Hãy nói điều gì đi nào. Nhìn họ có vẻ đã bị yếm bùa rồi. Bạch Tuyết chạy đến căn phòng mà Hela để chiếc gương thần và hỏi chiếc gương rằng: gương kia, gương ngự trên tường, những chú lùng, điều gì đã xảy đến với họ vậy? Những chú lùng của nàng, thưa công chúa, Đền Cớp đã ếm bùa lên họ từ xa. Trong khi hắn cố tìm ra cách giải thoát cho Hela khỏi thần chú biến thành tượng đá. Làm sao mà ta có thể chấm dứt được lời nguyền này và giải thoát cho những chú lùng bạn của ta? Vâng, thưa công chúa Bạch Tuyết, để hoàn lại câu thần chú, ngươi phải tìm thấy trang sách, xé nó ra khỏi quyển sách ma thuật đang được giấu trong rừng sâu. Bạch Tuyết đến gặp người thợ săn trong cung điện. Nàng kể với ông về trang sách ma thuật trong quyển sách bùa chú, rồi hỏi người thợ săn xem ông có thể đi cứu những chú lùng được không. Thần rất sẵn lòng để giúp đỡ người và những chú lùng, thưa công chúa. Thần rất vinh dự được cứu họ. Người thợ săn chuẩn bị và lên đường. Nhiệm vụ của ông là tìm trang sách bị mất có câu thần chú có thể cứu lấy những chú lùng. Trong khi đó, cách đó không xa, Đền Cớp nhận ra sách bùa chú bị mất một trang sách. Có thể câu thần chú mà ta cần lại nằm trong trang sách bị thất lạc. Hắn ta thật sự không biết phải tìm ở đâu. Ở dưới tảng đá nè, không phải, hay là trong cái lỗ này ha. Nhưng trang sách thần kỳ không ở đó. Cách đó không xa, trang sách thần kỳ thật ra đang treo trên cành của cây ước nguyện sặc sỡ sắc màu. Đền Cớp và người thợ săn cùng đến một nơi để tìm kiếm nó. Và họ cùng chạm mặt nhau. Đền Cớp có chút sợ hãi, nhưng sau đó họ cùng nhìn thấy trang sách đang treo trên cây ước nguyện. Họ đứng ở cùng một khoảng cách đối với cái cây. Họ phải chạy đua với nhau để đến đó.
lên khớp, bắt đầu cố hết sức chạy nhanh nhất có thể bằng đôi chân bé nhỏ mập mạp của mình. Nhưng người thợ săn lại nảy ra một sáng kiến. Ông nâng cánh cung lên và bắn ra một mũi tên. Ha ha, hắn chạy nhanh ra trò đấy. Hãy nhìn xem cái tên nhỏ thó đó chạy kìa. Đền khớp chạy nhanh đến nỗi mà mũi tên không thể đuổi kịp hắn. Nhưng nó đã làm hắn mất tập trung, khiến hắn không nhìn thấy hòn đá trên đường. Mũi tên vụt qua và ghim trang sách lên cây. Đáng nhẽ mình phải êm công thần chú lấy lại tuổi thanh xuân. Đền khớp lại ngã dúi dụi. Còn người thợ săn nhanh chóng lấy trang sách thần kỳ và quay lại lâu đài. Bạch Tuyết cầm trang sách từ người thợ săn và đi đến căn phòng của những chú lùn. Giờ là tượng đá, những chú lùn đang nhìn ra vườn từng người một. Ta nói ra đây, câu thần chú phá bỏ lời nguyền và sửa chữa lại những gì không đúng sẽ tan rã. Tượng đá, những chú lùn bắt đầu nứt thành từng mảnh. Và rồi, từng người một, câu thần chú biến thành tượng đá đã bị phá vỡ. Đầu tiên là nhăn nhó, rồi đến ngốc nghếch, ngượng ngùng, nóng nảy, vui vẻ, tò mò và lười nhác. Oh, yeah. Chúng ta lại được tự do rồi. Xin cảm ơn công chúa. Và xin cảm tạ người nữa, bác thợ săn. Tôi đã ngủ như một hòn đá vì chúng tôi bị quá đá. Bạch Tuyết và bảy chú lùn cực kỳ vui sướng khi thấy câu thần chú đã bị hóa giải. Và một lần nữa, cả vương quốc trở lại thanh bình như xưa. Một ngày nọ, hoàng tử Edwin và Bạch Tuyết đi cưỡi ngựa, và các chú lùn cũng quyết định cũng đi dạo. Nhưng trên con đường trong rừng, có ai đó đang dõi theo từ đằng sau một thần cây. Đó là một cô lùn có bộ tóc bạch kim và tàn nhang trên mặt. Cô sợ hãi trước đội cận vệ hoàng gia và những con ngựa cao lớn nên phải trốn ra sau. Mấy ngày hôm sau, trong hang động của Hela, Đen Cớp vẫn đang cố biến Hela trở lại thành người. Bipari, bupiti, bo, min, min, min. Nữ hoàng y quý, thần có một ý kiến tuyệt giờ để đưa người trở lại. Thần đã đọc một truyện cổ tích, nếu một hoàng tử trẻ tuổi hôn người thì... Đền Cớp mở câu thần chú đem lại tuổi thanh xuân trong sách bùa chú. Hắn đọc to câu thần chú. Thần chú có thấy chiếc răng bự của ta chăng? Hãy cho ta câu thần chú lấy lại thanh xuân. Hắn tự biến mình thành một hoàng tử vô cùng tuấn tú. Hela kinh ngạc, Đền Cớp nhẹ nhàng hôn con ếch và tất nhiên câu thần chú bị hóa giải. Wow, làm tốt lắm. Ai mà nghĩ được là ngươi có đủ thông minh để nghĩ ra điều này. Hãy trở lại với hình hài xấu xí của ngươi đi nào, Đền Cớp. Nhưng thưa nữ hoàng, thần có thể đẹp mãi thế này mà. Nhưng với một cái vẫy tay, bà ta biến Đền Cớp trở lại với hình dáng như cũ. Nhưng ngay lúc đó, Hela nhận ra có mấy vết chân dính bùn trên sàn hang động. Đền Cớp, đừng di chuyển, có ai khác đang ở đây. Hela đi theo những vết chân dính bùn về phía đằng sau giá sách trong hang động. Đằng sau những quyển sách là một cô lùn với mặt đầy tàn nhang và mái tóc bạch kim. Ngươi, ngươi là ai? Và ngươi đang làm gì ở đây? Hãy nói cho ta biết. Cô lùn tàn nhang dễ thương ra khỏi chỗ trốn. Tôi xin lỗi, tôi đang lạnh và cần một nơi để ngủ. Tôi đang tìm nhà của bảy chú lùn, nhưng tôi bị lạc trong rừng rồi. Tôi tên là Tàn Nhang. Tàn Nhang, ta có thể giúp ngươi. Bảy chú lùn hiện đang sống trong lâu đài của Bạch Tuyết, không phải trong khu rừng này.
trong một lâu đài ư? Ta đã gặp những chú lùng. Chúng đang sống rất đầy đủ và có lẽ chẳng quan tâm rằng cô đang lang thang trong cánh rừng nguy hiểm này đâu. Hãy nhìn vào quả cầu thủy tinh của ta. Hela cho cô lùn bé nhỏ nhìn thấy cảnh các chú lùn sống hạnh phúc ra sao trong tòa lâu đài, nên Tàng Giang cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Hãy để ta tiết lộ một bí mật cho ngươi, Tàng Giang à. Ngươi càng phải làm điều gì đó tốt đẹp cho Bạch Tuyết, và rồi tất cả bọn họ sẽ trở thành bạn của ngươi. Đây, hãy cầm lấy chiếc lược này và dùng nó chải tóc cho nàng ta, và rồi ngươi sẽ được yêu quý như nàng ta. Rồi họ sẽ mời cô ở lại sống trong cung điện. Nhưng Hela không nói cho cô lùn biết rằng bà ta sắp tẩm thuốc độc vào chiếc lược. Bà ta ếm thần chú lên đó, nên ngay khi chiếc lược chạm vào mái tóc của Bạch Tuyết, nó sẽ biến công chúa xinh đẹp trở nên xấu xí và già nua. Tàng Giang cầm lấy chiếc lược đút nó vào túi của mình, rồi bà hoàng hậu độc ác đưa cô ra con đường dẫn tới lâu đài. Trong khi Tàng Giang đi bộ trong rừng, một con chim sặc sỡ bay ngang qua đầu cô. Một chiếc lông chim đẹp đẽ rơi xuống tay của Tàng Giang, nên cô cài nó lên mái tóc. Đó chắc hẳn chiếc lông chim có phép thuật, vì mái tóc bạch kim của Tàng Giang đột nhiên biến thành màu vàng óng ả. Cô cực kỳ thích thú với sự biến đổi này. Trên cùng con đường đó, bảy chú lùn đang từ hầm mỏ trở về lâu đài. Rồi bảy chú lùn nhìn thấy Tàng Giang với mái tóc vàng óng ả. Tôi nghĩ là có ai ở ngoài đó thì phải. Ai đó giống chúng ta. Nhân xinh đẹp. Những chú lùn chạy về phía Tàng Giang gặp mặt cô. Gò má của ngượng ngùng liền ửng đỏ khi anh chàng bắt tay Tàng Giang. Xin chào, cô có muốn đi đến lâu đài của chúng tôi không? Tôi cũng muốn vậy. Hela theo dõi câu chuyện qua quả cầu thủy tinh và rất vui mừng vì mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của bà ta. Những chú lùn cuối cùng cũng về đến lâu đài. Đây là lần đầu tiên trong đời Tàng Giang thấy một tòa lâu đài nguy nga và khu vườn xinh đẹp đến vậy. Bạch Tuyết đi ra chào đón các chú lùn. Ôi trời, xin chào, có người mới ở đây. Tôi là Bạch Tuyết, cô chắc là người bạn mới của bảy chú lùn phải không ạ? Đúng vậy, thưa công chúa, tôi tên là Tàng Giang. Xin cảm ơn thưa công chúa. Tàng Giang nói với Bạch Tuyết rằng cô không muốn sống lủi thủi một mình nữa và muốn sống cùng với mọi người trong lâu đài. Tôi sẽ sắp xếp một căn phòng cho cô, Tàng Giang à. Nàng thật tốt bụng. Nàng có một mái tóc thật óng ả. Mái tóc đẹp quá, mềm mại và óng ả. Hãy để tôi chải tóc cho nàng bằng chiếc lược tôi mang đến cho nàng. Tàng Giang bắt đầu chải tóc Bạch Tuyết bằng chiếc lược, mà không biết rằng Hela độc ác đã tẩm thuốc độc và ếm bùa vào đó. Ngay khi chiếc lược chạm vào tóc Bạch Tuyết, mái tóc nàng đột nhiên biến thành trắng xóa. Không. Khuôn mặt Bạch Tuyết trở nên già nua và hiện đầy nếp nhăn. Tại sao cô lại làm vậy, Tàng Giang? Đã thành công rồi. Công chúa cúi xuống một vũng nước và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Ôi không, không,
Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này? Những chú lùn liền lấy chiếc lược trên tay và vứt nó lên mặt nước. Tàn Nhan, tại sao cô lại làm vậy? Tôi không biết chiếc lược đó bị tẩm thuốc độc. Một người phụ nữ tên là Hela đã đưa nó cho tôi để chải tóc cho Bạch Tuyết. Tôi xin lỗi. Hela. Chờ chút, tôi biết rồi. Thưa công chúa, tôi có thể biến nàng trở lại như xưa với chiếc lông chim này. Ủa, làm sao mà cô có thể biến nàng ấy trở lại như xưa được? Tàn Nhan cầm chiếc lông chim sặc sỡ trên tay và đặt nó lên mái tóc Bạch Tuyết. Vậy là nhan sắc của Bạch Tuyết được trả lại như xưa. Mừng quá. Mừng quá. Cảm ơn cô Tàn Nhan. Tàn Nhan hãy nhớ là đừng cầm bất cứ đồ vật gì của người ta mà cô không biết nha. Quan Hồ. Làm tốt lắm Tàn Nhan à. Quan Hồ. Từ lắm. Đó Tàn Nhan hạnh phúc sống cùng các bạn của mình trong lâu đài. Nó lại sống sót lần nữa. Tại sao ta không thể thắng nổi dù chỉ một lần? Ta căm ghét Bạch Tuyết. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here.